Và kính thưa quý vị, biển người trảy hội Chùa Hương tin từ Hà Nội. Hầu hết các con đường dẫn vào Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 đã kẹt cứng vì hàng chục ngàn người đổ về đây để trảy hội. Lễ hội của Chùa Hương được coi là ngày lễ lớn nhất trong năm sau ngày Tết Nguyên Đán của người dân Hà Nội và vùng phụ cận. Báo Tiền Phong tường thuật, dù thời tiết mưa rét, nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn đổ về để dự lễ khai hội. Biển người nườm nượp kéo về Chùa Hương khiến cho tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra. Đúng 9 giờ sáng ngày 15 tháng 2, lễ khai hội Chùa Hương năm 2013 với chủ đề Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt chính thức được bắt đầu. Thế nhưng ngay từ tờ mờ sáng thì hàng trăm du khách đã lên đò vượt suối Yến vào Thiên Trụ, động hương tích bái Phật. Hàng trăm thuyền đò liên tiếp nối đuôi nhau và đưa đón du khách trảy hội. Theo ước tính của các giới chức, thì khu di tích thắng cảnh của Hương Sơn chỉ trong ngày 15 tháng 2 đã có khoảng 50.000 du khách thập phương đổ về để dự lễ khai hội Chùa Hương. Nếu ước tính thì tổng cộng suốt mùa lễ hội năm nay thì sẽ có trên 1.5 triệu lượt du khách trảy hội.